Mình chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Châu miền Tây học hỏi và sáng tạo nghe. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ đóng một cái cốc pha để đổ cái đèn bếp ngang của chú anh chị và các bạn. Đó, thì mình sẽ đổ từ đây dòng qua đây. Mấy cái gấu này mình đã xây rồi nè. Thì vừa qua mình làm công việc lu bu quá nên mình không có quay lại những video cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Thì mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm và sẽ quan tâm video của mình nhiều hơn nữa nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy dán đóng có pha cái này rồi mình sẽ quay chia sẻ cho cô chú anh chị và bạn xem nha.
Thì mình đã đóng một cái dàn bếp để đổ một tấm đanh bếp ngăn, kệ bếp ngăn của chú anh chị bạn. Thì mình đã đóng và buộc xong rồi nè. Thì trong chỗ cái ô này mình chưa để âm một cái bồn nước súc, bồn rửa chén, cái chậu rửa chén. Thì ở ngoài này mình có đi tăng cường cái sắt này là diệt khoảng này nó xa quá để gánh một cái này, nên mình là làm một cái cây sắt 10 này là sắt dư nha, sắt dư 16 vô đây để cho nó kìm cái miệng lại, tại có một cái sắt thì nó còn quá mỏng. Nó dán cho này ra chắc cũng 8 phần chứ không bự nha. Tại vì cái chậu này chậu lớn nha. Đó. Dạ lên đó. Chiều dài từ đây đây là nó 3 m. Còn chiều ngang từ một cái miếng này qua đây là 1m8. Chẳng 3 miếng gạch 1 2 3 thì 3 miếng gạch 6 tấc. Và đây là 1 2 3 4 5.
5 gạch 6 tấc luôn. Đó, rồi thì mình cũng kết thúc clip nha. Để hẹn lại cô chú những cái clip tiếp theo, mình sẽ ốp cái mặt này và sẽ làm những cái phần này cho cô chú chị và bạn xem tiếp. Rồi, ok. À, cái chiều cao này nè, quên, cái chiều cao là lên 7 tấc nha.